Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Mơ Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một cái video về cái Airbnb Tycoon và làm theo yêu cầu của số anh em gần đây Thì đó là gọi là cách xây dựng cái dân làng ha, cái là xây dựng thị trấn Thì hôm nay sẵn thì uh, mình cũng nói anh em một số vấn đề, đó là nick cũ của mình mình đã bán rồi Và hiện tại là bên team mình có một số ạt reroll cũng như một số ạt ví dụ như cái nick này đang cần để bán ha Bán để uh, kiếm ít tiền mua game cho mấy team uh, anh em uh, trong team chơi game với lại mình cũng kiếm thêm ít tiền mua sữa cho con mấy đứa có mấy người mà vô nói chuyện với mình xong kêu mua sữa cho con tưởng đùa thực chất thì mình cũng đang lo cho đứa con của mình ha nên là mua sữa là có thật ấy cái nít là bữa hôm mình cũng bán rồi cũng mua được một hai bình sữa hè yeah. sữa của con thì nó cũng rẻ thôi nhưng mà nó nhanh hết lắm nên là cũng cảm ơn những anh em mà nó mua ủng hộ nha. rồi khi nít thì anh em nên đi em về về bay để có thể an toàn nhất với lại là mua bên bay mình thì mình sẽ giữ an toàn cho anh em được Chứ còn nếu anh em mua bên ngoài nó bị mất nít mà lại nít hát nít mót rồi này nọ các kiểu Thì anh em rủi ro thì anh em chịu nha Và mình chỉ thanh toán bằng cạc Không phải thanh toán bằng cạc mà thanh toán bằng Momo và thẻ thôi Ngân hàng thôi không có không có dùng cạc điện thoại nha Rất là lười không có Garena gì hết á Rồi Thì một vấn đề rất là nan giải là những anh em nào mà xây nhà mà ví dụ như thằng em mình này nó xây nhà này Thì nó xây nhà lộn xộn lắm Có thể nó xem đâu là đẹp nhưng mà nó sẽ rất tốn thời gian Ví dụ như là ở đây mình có chế thuốc mua đồ này Thì nó sẽ chạy từ cái khu vực này qua khu vực này Rồi mới vô thì ra mua đồ ăn mua ở đây Nó qua đây nó mua đồ ăn xong bắt đầu nó mua ở đây nó nó mua cái giường Thì như vậy ấy thì nó sẽ tốn rất nhiều thời gian ha Thì anh em xây cũng không cần đẹp đâu đừng có xây đẹp làm gì cả Lời khuyên của mình là chân thành đấy đừng có xây đẹp Mà hãy xây nó hiệu quả Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em một cách xây hiệu quả nhé à, Hiệu quả là giúp cho anh em trên nhanh và thời gian chạy ra và vô nhanh hơn thì nó sẽ giúp cho cái uh, mấy nhân vật của anh em đó, nó dễ farm với lại farm nhanh nữa có một số anh em hỏi tại sao mà ẹt farm nhanh vậy thì thật ra là có lý do đấy nhưng mà nhìn về cái bay của mình thì nó sẽ không đẹp nên mình sẽ sắp xếp ví dụ như những cái nhà này thì anh em tốt nhất là không để vào giữa trung tâm đâu những cái nhà trung tâm bao gồm sẽ là cái hồi sinh này hồi sinh này cái chợ hôm qua nó để tầng ngoài tút ngoài này luôn chợ anh em đúng đừng có để ở chỗ bên này mà chợ anh em hãy để ở trung tâm của thành phố uh, chỗ này đi cái này là cái cường hóa ha cái cường hóa thì ít khi xài lắm ít khi xài với lại là xài thì nó sẽ không phải là một cái gì đó nó quá rồi là nhiều á thì cần cắm một nít thôi là được rồi là nó chỉ xài được một người thôi nên là để chỗ nào cũng được còn cái chợ á, là cái mà mình có thể sử dụng và đi nhiều lần đúng không có nghĩa là nó buôn bán liên tục á, nên là cái này anh em cần phải để ở trung tâm trung tâm cho mình đi cái rượu này nè cái thùng rượu này nè anh em có thể xây cũng được mà không xay cũng được nói chung là anh em có thể xây hoặc không để cho nó cũng không cần thiết lắm tại vì nước nó không xây thì nó sẽ ít tiền hơn thôi còn xây thì quý là để cày tiền nhưng mà thỉnh thoảng á, làm rất là cực tại vì nhiều khi anh em quên anh em quên bỏ rượu vô ấy, cái là tốt thời gian lắm đây mình sẽ di chuyển cái này lên đây nha phá hủy luôn thì mình sẽ cho một cái đường dây nó ở đây nè còn những cái công trình ví dụ như thế này nè suối nước sinh mệnh mấy cái suối nước sinh mệnh là, là người ta không có cần phải đi qua thì tốt nhất á, là anh em bỏ vào đây đó bỏ vào chỗ này còn những cái như thế này là anh em loại cũng được Mà anh em ở đây thì nó có một chú mèo rất là cute nè Anh em có thể giữ lại để không cho nó Để nó không có bị mất cái ngôi nhà thân yêu cũng được Nhưng mà đối với mình thì mình loại Ác quá nhỉ Đây những công trình này thì anh em không cần nhất thiết là phải để ở đâu nữa để, để xa cũng được Tại không cần thiết đâu Mình sẽ để nó ở đây Đó tiền này Tiền này Cái này là ngân hàng này Không cần thiết này Để ở trong góc này Nhà này nếu anh em muốn đẹp thì anh em có thể thiết kế kiểu khác nhưng mà mình đang hướng dẫn anh em một cách gọi là giúp cho anh em tận dụng được cái khoảng không gian để cho NPC hoặc là những cái con hunter nó đi ha. Cái này chế tạo thì anh em để ở đây là mỗi lần anh em ví dụ như anh em chế đồ từ đây anh em kéo lên trên đây. Anh em chế rất là mệt. Chế thuốc chế đồ, ví dụ như cái này là mua đồ đúng không? Mua đồ thì anh em để một khu mua đồ. Còn chỗ này thì có lẽ là mình sẽ thêm cái uh, cái gì ta? Cái này cái nhà đi, cái nhà nghỉ đi. Cái hotel, cái hotel theo thì xài rất là nhiều lần nên anh em để một con đường gọn gàng tí đó mua vũ khí này đúng không sắp vũ khí thì để đây cũng được cũng được hơi vướng mắt đây anh em cứ tưởng tượng đi bây giờ nó đi nó đi một đường ví dụ như từ thống khổ từ từ ma giới đúng không nó đi vào đây nó đi vào đây nó đi qua đây hồi sinh nó qua đây nó qua đây nó đi ngược lại thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn là anh em đi qua bên đi lên trên này anh em đi lên trên này cho anh em đi vòng xuống dưới này anh em vòng xuống dưới này thì nó sẽ tốn thời gian và theo thời gian đó, thì anh em sẽ hụt tiền hơn những cái nhân vật khác những cái, cái người chơi khác mà họ biết cách xếp đó thì bây giờ mình sẽ cho cái chợ ở đây ở đây cũng chưa đẹp đâu nhá ở đây chưa đẹp đâu nhá nếu mà được thì mình sẽ để nó vị trí này còn à, lúc mà mới vô game á thì anh em cũng biết là đây nó hướng dẫn là anh em để cái 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 cái, cái, cái tạm xá ở đây nè là người ta đã tính trước rồi đấy cái con này không cần thiết đâu con này thì nếu được thì để ở đây cho đẹp thôi Đấy. Đẹp. Còn cái nhà này Bộ tư lệnh bang á là đâu cần thiết đâu. Để nó đây cũng được rồi nè. Cho nó gọn. Đó. Tạo đường đi cho người ta. Về sau này anh em nhớ nâng cấp cái nhà thuốc nha. Nhà thuốc này để kiếm tiền rất là ngon. Với lại anh em sẽ cày đồ được. Mình để nó lên đây. Còn cái nhà chính này nè. Nhà chính này nó rất là chướng. Rất là choáng vị trí. Và nó sẽ không có mục đích gì cả. Nó chỉ để nâng cấp lên thôi. Nên anh em có thể để gọn qua chút. Tạm thời mình để ở đây đi không cần phải đẹp hay mình sẽ để tạm đây sau đó mình cho cái con này colisum này nó cũng chỉ là một công trình xây lên để đủ mở một chức năng thôi và không có tương tác nhiều nên là mình cũng không cần nhất thiết là phải để nó vị trí mà gọi là nhiều người nhìn đây mình để đây đi ok ha cái này là có mua đồ nè có mua đồ thì mình phải để chỗ nào gọn gàng chút đừng có để bọn nó phải chạy xa nhiều khi tụi nó chạy xa tụi nó khó chịu hay sao đúng không đây đây là mua thuốc cái này là shop dược liệu là mua thuốc còn cái này là chế là shop đồ đúng không thì mình cho cái shop vũ khí lên đây đi shop vũ khí lên đây là gần nhất rồi nó sẽ nằm trung tâm của map nó nó đi mua đồ nó đi mua qua ngang qua đây mà còn cái này là shop phụ kiện shop phụ kiện cái này là chế tạo không chế tạo thì cũng không nên để đây chế tạo thì mình di chuyển xuống một cái chỗ nào đó gần cái à, cái lò rèn này nè chỗ nào đẹp ta chỗ này đẹp giáp sắp giáp. giáp đây đây rồi sắp giáp sắp giáp, giáp mình có thể di chuyển lên ngang với lại cái này luôn một khi mà nó mua đồ thì nó chạy ngang qua đây nhưng mà nếu mà anh em tốt hơn thì anh em cho nó một khoảng cách nhỏ nhé để cho nó không đi vòng nó 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 sẽ đi vòng mấy cả mấy con hunter ấy ngu lắm đây nè để vậy nè thì nó sẽ đi ngang qua được nó đi ngang qua không được chứ không thôi anh em xếp nó mà kính kính quá thì nó sẽ đi vòng mấy con hunter ngu lắm cái cục chế tạo này nên em để ở phía dưới thấp á để phía dưới thấp để cho nó dễ nhìn nè để dưới này nè muốn đẹp thì cũng được những cái chế tạo thì anh em để chung một chỗ thôi cho nó dễ biết đây mình muốn chế tạo kim loại vũ khí mình chế tạo ở đây giáp ở đây thì qua đây là mình chế tạo được cả cái này luôn là hai món chính rồi ok chưa đồ ăn nè ăn ăn cũng phải chuyển qua vị trí gần nhà một chút NPC cái mấy con hunter đi xa quá nó tốn thời gian lắm. Đây cũng không có đẹp lắm nha. Đây xấu quá. Để chỗ này xấu quá. Xấu phải nồi luôn. Tốn thời gian vậy. Đây đi ha, đây đi ha, đây cũng không được, đây cũng không được, đây tốn thì đây nó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mấy anh em có hỏi là cái bay cũ của mình như thế nào thì mình có mình đọc cái đó xong nhưng mà mình bán nít mất rồi. Hồi sinh, qua đây ăn cũng hơi vướng ha hơi vướng một chút thôi nói chung là vậy cũng được xây dựng ở đây thao trường thao trường vẫn còn xài được cường hóa cường hóa để đây được rồi cái này cũng được cái này cũng được mấy công trình này thì không cần thiết lắm mấy công trình này là để đâu cũng được đấy cái này thì chế tạo anh em có thể di chuyển xuống dưới để cho dễ chế tạo nói chung là thằng này nó làm ẩu quá nên là nhiều khi mà mình cũng không biết là phải chế lại như thế nào nữa ngày trước là mình đập hết mình xây lại mình xây một con đường lớn ở đây nè một con đường đi qua đây một con đường qua đây chỉ có ba con đường thôi không đi lằng nhằng thì nó sẽ nhanh hơn tiết kiệm thời gian hơn khi là anh em muốn cày được nhiều tiền nhiều đồ anh em càng để cho tụi hunter nó phải đi xa thì càng thì nó sẽ không có ra nhiều đồ đâu tại nó tốn thời gian đi bộ đó chủ yếu là anh em phải làm sao cho nó đi ra đường nhanh nhất nó về nhà ăn uống nhanh nhất đó thì tiết kiệm thời gian cho anh em đó là một mẹo Ok. Đấy, thì như thế này là tạm ổn rồi. Cái này là tạm ổn là không đẹp đâu, làm được có cần đẹp. Học kỹ năng từ đây cũng được, mới vô. Cái này hay ở chỗ là nếu mà anh em để cái này ở đây á là mỗi khi học kỹ năng á, anh em muốn cài cái thành tựu kỹ năng á là nó có anh em cho mỗi con NPC con hunter mới vào đây học kỹ năng, anh em kích phát nó chạy ở đây luôn. Là để cày thành tựu luôn, dễ cày thành tựu luôn. Ok ha. Tạm thời ổn rồi đó. Không, cái này cũng không được nè, cái này cũng không được nè. Cái này thì mình sẽ thấy đi hầm ngục nó nên mình phải để chỗ nào gần gần chứ. Đừng có để xa quá. Để công nhận thằng này nó nó xếp xong mình xếp lại khó phải. Đây đi. Đi hầm ngục thì nó sẽ từng cần phải có cái thời gian để chạy tới cái hầm ngục. Nên chỗ này là đẹp nhất rồi. Ok, tạm ổn rồi đó. Thì nói chung là anh em có thể xếp đẹp hơn nhưng mà với mình ấy, khi mà muốn chơi một cái game hay không nhất thiết là phải đẹp. Chủ yếu là làm sao đó để cho nó thuận tiện nhất và lợi hại nhất cho cái, cái 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 cái, cách chơi của mình thôi như thế này là tính là, hợp nhất rồi làm tất cả những thứ cần thiết ở trong trung tâm giờ nó chạy vào đây nó ăn ngủ nghỉ hồi sinh xong nó ăn uống xong chạy ra len nó chạy ra len sẽ gần nhất tại vì len của mình nó nằm phía này phía này là nhiều nè bên này là nhiều nè nó tập trung vào cái mảng bên góc bên này nè là tốt nhất Đúng không cứ tập trung vào cái móc trung tâm và phía bên này là nhiều nhất nó sẽ tiết kiệm thời gian cho anh em rồi đó là cách mà bill nhà của mình thì hẹn gặp lại anh em các video sau nhé Chúc anh em sẽ thành công Và nếu anh em muốn mua nít thì anh em có thể bill em về bay nhé rồi hẹn gặp lại anh em các video sau nhé